Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Thì mình là Linh đây. Ngày hôm nay thì mình lại có một cái clip khác để có thể là hướng dẫn cho anh em về cái sự kiện đang có ở trong con game này. Đó là sự kiện đổi la bàn được đồ này anh em. Thu thập la bàn đây này. Thì ở trong đây nó có một cây vector vĩnh viễn thôi anh em. Đổi dẫu cái la bàn vàng thì chúng ta sẽ có được một con vector này. Và những cái la bàn khác cũng đổi được đồ. Và chỉ được 30 ngày thôi nhưng mà cũng có thêm được cả mảnh đồ này. Thì như anh em đã biết là những cái la bàn này nó sẽ spawn ngẫu nhiên ở trong map. Có nghĩa là lúc anh em lượm đồ ấy thì anh em sẽ nhặt được. Nhưng bên cạnh đó thì nó lại có một cái sự kiện khác nữa, đó là đi đào đất đây anh em. Có một cái sự kiện đào đất để có thể là nó sẽ spawn ở trong đó là những cái huy hiệu la bàn như thế này để đổi. Thay vì anh em phải vào game, tốn thời gian vào game tìm từng cái chỗ lút đồ các thứ một để tìm cái la bàn này, thì anh em tại sao lại không nhảy vào những cái chỗ mà nó có cái chỗ đào đất vậy để nhảy vào đấy để tìm luôn, đúng không? Phải là dễ hơn không? Thì mình biết rất nhiều chỗ ở trong hai cái map, đó là map săn ốc và map Idiango, nhưng mình sẽ chỉ gọi là review cho anh em xem một vài chỗ dễ nhảy tới và dễ tìm thấy nhất nha. Để anh em có thể nhảy đấy thì dễ tìm thấy nhất ấy. Còn đâu là mình cũng sẽ chỉ cho anh em một số những cái chỗ khác. Thì đầu tiên thì mình sẽ vào trong map săn hốc này và mình sẽ chỉ cho anh em hai chỗ mà gọi là dễ để lấy nhất, dễ để kiếm cái đào đất nhất nha. Thì anh em vào đấy mà đào. Đây trên bản đồ thì có bốn chỗ trong cái map này, mình biết bốn chỗ là nó có nha. Một là ở resort, hai là ở hang cave, đọc thuần Việt là cả về đấy anh em. 3 ở Tam Bang, 4 là ở cái khu vực đây ở một khu vực trên cao ở Cam Alpha. Đó là bốn cái mình biết nha, bốn chỗ mình biết ở trong con cái map săn hốc như thế này. Thì mình chỉ review cho anh em hai chỗ dễ lấy nhất, đó là trong resort là một, hai là cái con hang này. Thì đường bay này mình sẽ nhảy vào trong hang này trước nha. Đấy thì anh em nào mà thích những clip kiểu như là hướng dẫn lấy sự kiện các thứ như này thì đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và comment ý kiến ở phía bên dưới nha. Anh em phải comment thì mình mới biết, tại vì mình đọc comment của anh em thì mình mới biết là anh em muốn mình làm về cái gì đó. Thì cảm ơn anh em đã ủng hộ mình. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại chuyên mục chính đi, nhảy xuống con hang này. Thì con hang này không phải là trận nào nó cũng spawn nha, nhưng nó cái tỷ lệ spawn nó rất là cao. Cái tỷ lệ mà nó có cái chỗ đào đất nó rất là cao. Thì hôm nay thì mình sẽ nhảy xuống luôn vào đây thử xem là nó có luôn hay không. Mình test rất nhiều trận rồi, hy vọng ở trận này nó sẽ có. Mình nhảy xuống đây 10 trận thì 7 trận nó sẽ tầm 7-8 trận là chắc chắn là sẽ có rồi. Đây nó là nằm ở dưới hang này cơ. Mình xuống đây luôn nha anh em. Thôi ui may quá không chết anh em ạ, tưởng chết thì thôi. Đây anh em thấy chưa, nó sẽ nằm ở cạnh hai cái chuông này nha. Đây này, hai cái chuông ở chỗ này này anh em nhìn thấy. Đây là cái đào đất này, đào đất đấy ra cái la bàn. Hợp lý quá luôn. Đó là một chỗ nha anh em, nó sẽ nằm ở cạnh hai cái chuông này. Có người mình phải xử mấy thanh niên này đã anh em ạ. Bấm máu đã xong thì mình chỉ xử lốt cái thanh niên còn lại. Đâu rồi sau cái chuông anh em ơi. Ngáo ngơ này. Đó là một chỗ ở trong cái hang này nha. Bây giờ thì mình sẽ qua bên ba này thì sọt một chỗ thì nha anh em. Thì lại ra rất là cao thì anh em cứ nhảy vào mà làm vài tiếng là nhặt xong ấy mà. Làm mình cũng không đến vài tiếng đâu, 30 phút một tiếng anh em cứ thoát ra vào lại nhảy vài trận là
ok ngay, có gì đâu. Đó, rất dễ nha. Giờ thì phải chạy qua resort nữa cơ. Ok, đây rồi, tới resort rồi anh em. Chạy mãi mới kiếm một con xe để tới resort anh em ạ. Đây, thì nó sẽ nằm ở trên cái đồi này. Chắc chắn luôn nha anh em. Đây, trên cái đồi này. Đây là địa điểm thứ hai mà mình muốn chỉ cho anh em. Trong 4 địa điểm ở trong cái map này thì mình thấy 2 địa điểm là dễ lấy nhất, nên là mình chỉ view 2 địa điểm thôi nha. Còn 2 địa điểm khác thì mình chỉ cho anh em biết thôi. Đây này, anh em thấy cái xẻng chưa? Đó. Lại ngồi đào thôi. Lại có một cái đấy đó. Đấy, đấy là 2 địa điểm ở trên trong cái map này dễ lấy, và còn một điểm đây, một cái ở Tam Bang, một cái ở trên này. Thì anh em nào mà rảnh có thể tới nha. Bây giờ thì mình sẽ sang cái map Irango để chỉ cho anh em thêm 1-2 địa điểm dễ lấy nữa. Đây rồi, vào game rồi anh em. Thì ở trong đây, bây giờ thì mình sẽ chấm cho anh em những cái điểm mà trong cái map này. Cái map này rất là nhiều. Trong cái map này thì rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ chấm cho anh em những cái điểm mà sẽ có nha. Một là Quarry ở chỗ tầm chữ Q này. Hai là ở đây Prepay này. 3 là ở Đà Lạt, khu ở chỗ tầm này. Tí mình sẽ để vào đây. Đây là 3 thì là 4 Meta Power, 5 Prison, 6 ở trên này. Ở cái gì đây? Sniper cái gì đây? 7 là ở Shooting Ranger, 8 là ở Zohok và 9 là Ruin. Đó là những cái địa điểm mình biết nha. 9. Bây giờ thì mình sẽ nhảy vào đây trước, mình sẽ nhảy vào khu Đà Lạt này trước. Mình sẽ review, cũng chỉ review 1-2-3 chỗ để anh em có thể dễ lấy thôi nha, dễ lấy. Mình sẽ nhảy thôi, mình sẽ nhảy vô hốc trước đi. Vô hốc chắc chắn sẽ có này, mình sẽ nhảy vô hốc trước đi. Sau đó mình lấy xe mình vòng xuống cho nó nhanh anh em nhở, hợp lý. Đây anh em ơi, nó sẽ nằm ở trên cái đồi như thế, đồi vô hốc này nha. Đây, chính xác là nằm ở đây luôn. Đúng rồi, mất mẹ lửa cây máu, anh em thấy không? Thấy cái đào đất chưa? Đấy, cứ vào mà lượm thôi. Thôi rồi, lượm ơi. Được một cái giáp 2. Bây giờ thì mình sẽ xuống, mình lấy con xe và mình sẽ sang khu vực Đà Lạt, một khu vực dễ lấy nữa. Mình chỉ vì review 2 chỗ thôi nha anh ạ. Đây đây rồi anh em, địa điểm tiếp theo nó sẽ là trên cái đồi Đà Lạt này, gọi đây là đồi Đà Lạt đây anh em. Chắc anh em cũng biết cái tên cái này rồi. Bây giờ thì mình sẽ lên trên và chỉ cho anh em, sẽ nằm ở trên đỉnh này. Cái đồi này thì rất nhiều chỗ có rất nhiều sự kiện nó đã nằm ở trên này rồi, nên là mình mới bảo là những cái khu vực dễ lấy nó là như thế nào. Đó, nó nằm ở trên này. Đây, nó sẽ nằm ở trên cái cột điện này. Đấy, thấy luôn này anh em. Đấy. Ngon lành không? Quá ngon lành luôn. La bàn vàng luôn. Đấy, uầy. Xịn luôn anh em. Quá xịn luôn. Đấy, là thêm một khu vực nữa ở trên này. Còn mình sẽ review chỉ 2 khu vực thôi. Ở San Hốc thì mình review 2 khu vực. Ở đây 2 khu vực. Và mình đã chấm cho em những cái điểm có rồi. Đó, thì anh em nào mà chưa biết thì có thể tham khảo, còn anh em nào biết rồi thì bỏ qua thông cảm giúp mình. Ôi trên này nó cũng nút rồi này, cũng có thể mỗi thành niên là cũng đã lên đào rồi.
Thì anh em nào mà thấy hay những clip như thế này thì nhớ like và đăng ký kênh cho mình. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em nha. Yuhu. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.